Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào 6 dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, bao gồm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao trách nhiệm của một số sở ngành trong công tác xây dựng, chuẩn bị báo cáo để trình phiên họp. Liên quan đến công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm đã đề ra 8 mục tiêu, 41 nhiệm vụ, thì đến nay đã hoàn thành 25 nhiệm vụ, 60%. Trong 7 nội dung của công tác cải cách hành chính triển khai trong năm 2024, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả cải cách thủ tục hành chính khi đã thực hiện có hiệu quả đề án 06, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành đã tạo sự chuyển biến tốt. Đây là bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính. Cụ thể ở đây là phải xác định rõ mục tiêu thực hiện, phân công rõ người, rõ việc và đã được các ngành địa phương kiểm tra giám sát đôn đốc thường xuyên. Trong 4 chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính, PA Index và CPAT có chuyển biến tích cực, song PAPI giảm 8 bậc, PCI giảm 21 bậc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành phải nhìn nhận thẳng thắn, nhìn nhận trách nhiệm của mình. Kết quả đó xuất phát từ nguyên nhân ở đâu, khuyết điểm ở khâu nào. Từ những tồn tại hạn chế và các nguyên nhân được chỉ rõ, phải đề ra được giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ, vẫn còn một số ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành và làm hết trách nhiệm, nhất là trong công tác tham mưu xử lý công việc. Tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm và vi phạm kỷ luật, kỷ cương vẫn còn diễn ra. Đây là những vấn đề hết sức lưu tâm. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành nội vụ, đây là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành gắn với người đứng đầu phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá sự chuyển biến tích cực, kết quả đạt được của 5 tháng đầu năm, khi cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương đều giảm. Tuy nhiên, về những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, báo cáo phải nêu rõ, có địa chỉ cụ thể đối với những tồn tại của các ngành, địa phương, đơn vị, không đánh giá chung chung. Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, cơ bản không có vấn đề lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Quan điểm của tỉnh là phải rà soát, đánh giá thường xuyên, tăng cường công tác phòng ngừa và không tạo ra môi trường để phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải thực hiện theo đúng tinh thần, dự báo đúng tình hình, tìm ra đúng nguyên nhân, đề ra đúng giải pháp để thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, đơn thư khiếu nại tố cáo có tăng và theo thanh tra tỉnh, nguyên nhân phát sinh là liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, hiện nay Quốc hội đã phê duyệt 1.275 tỷ đồng để chi trả liên quan đến giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A cách đây hơn 10 năm. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi các sở ngành địa phương liên quan phải làm rõ, làm kỹ hồ sơ, rà soát thủ tục một cách chặt chẽ. Vấn đề phải giải quyết từng bước nhằm đảm bảo chi trả đúng đối tượng, trả không đúng đối tượng thì trở thành sai phạm. Thông tin phải được truyền tải đến với người dân một cách đầy đủ rõ ràng. Bên cạnh đó, trên phạm vi toàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, cho nên vướng mắc giải phóng mặt bằng là một thực tế, phát sinh người dân khiếu kiện là điều khó tránh khỏi. Trên thực tế, đền bù đất đai giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp do có những tồn tại mang tính lịch sử. Bây giờ xử lý tháo gỡ vướng mắc như thế nào để kịp tiến độ các dự án nhưng giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân là không hề dễ. Tuy nhiên, trách nhiệm của các cấp chính quyền, ngành chức năng vẫn phải tập trung giải quyết. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến vào 6 dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông thực hiện mô hình phổ thông dân tộc bán trú, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV-AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương.